Xin chào mọi người, bây giờ Nu sẽ đưa mọi người đi xem hai bộ quần áo dân tộc nha. Mọi người cùng mọi người theo chân Nu nào. Cùng mọi người theo chân Nu nào. Bây giờ mình mặc áo xong nha. Bộ này do là váy ấy, đang là chỗ bạn của Nu, cho nên Nu sẽ mặc cái váy này. Nu sẽ mặc váy trọn này. Không biết có khờ không nhưng mà thôi, tại vì không cũng không có váy thì thôi mình cứ mặc chơi thôi nhé. Mọi người ở cái gì thì mọi người thông cảm nha. Này tắt Nu còn chưa? Nu còn chưa buộc mọi người ạ. Nó sẽ như này đó. Đây là cái đai. Khi mà không có ai ở bên bạn ấy nhỉ? Khi mà không có ai làm giúp thì mọi người hãy cứ như này xong mình đánh xong mình kéo ra đằng sau cũng được nha mọi người. Ôi sao thế? Nhìn chết rồi. Đó. Đẹp chưa mọi người? Bộ này sẽ như này. Góc quay nó hơi tối thì mọi người không cảm nha. Nào. Nu quay lại cho mày cho sáng nha. Hay à? Đó. Đẹp chưa mọi người? Ai muốn mua thì mọi người nhanh hãy cho Nu nha. Đẹp lắm đó. Nope. Đánh Nu comment thì nói chi mọi người nhỉ. Bộ này thật sự rất là đẹp. Cho mọi người xem gần này. Nhìn này đó, như này. Nhìn này đó. Rồi mọi người ai muốn mua thì mọi người liên hệ Nu nha. Còn tiếp theo đây Nu Si, Nu sẽ sang bộ khác nha, bộ màu tím. Hello, xin chào mọi người, bây giờ Nu đang chuyển sang bộ tím nha. Mọi người nhớ theo dõi để xem là Nu mặc được sẽ như thế nào nha. Ok, bây giờ Nu sẽ mặc. Đây. Đẹp chưa mọi người? Quá là đẹp luôn nha. Ui, dài quá. Ui, sang đây luôn rồi, làm sao đây? Nhưng mà mọi người cứ yên tâm. Đây, 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 ok. Nu xử lý xong rồi. Nope. Đây. Mọi người thấy sao? Mày bộ này đẹp không mọi người? Không, không hiểu sao bây giờ điện thoại Nu quay kiểu gì ấy. Kim vào. Khâu vào. Đó. Đẹp chưa mọi người? Nu chuyển cạnh sang đây cho nó sáng hơn nha. Đẹp không mọi người? Ôi hình như Nu mà nó không khớp. Không khớp à không. Say what? Nu quay vào mọi người xem nha. Đó, đẹp chưa? Đẹp chụp hình rất là đẹp nha. Tặng nào. Anh nhanh trí thì chụp bằng nhá. Tặng đi nào. Mà hoặc là tặng như này cũng được. Ok nha, nếu mà mọi người ai thích bộ lúc đầu và Nu mà với lại bộ này thì mọi người hãy liên hệ cho Nu để Nu tiếp lộ địa chỉ cho mọi người mua nha mọi người. Còn bây giờ thì Nu xin kết lại clip tại đây thôi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Nope.